chiều nay, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác đoàn, hội, đội năm học 2020-2021 và tuyên dương các nhà giáo trẻ tiêu biểu, học sinh ba tốt, học sinh ba rèn luyện tỉnh Hưng Yên năm 2021. Năm học 2020-2021, toàn tỉnh tổ chức trên 100 hoạt động tình nguyện, thu hút trên 4.000 học sinh, sinh viên tham gia, thành lập 36 đội thanh niên tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tổ chức 35 hoạt động tình nguyện mùa đông xuân tình nguyện, đóng góp trên 7.000 ý tưởng sáng kiến, 85 đề tài nghiên cứu khoa học. Phong trào thiếu nhi Hưng Yên thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhân dịp này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tuyên dương 15 nhà giáo trẻ tiêu biểu, 17 học sinh ba tốt và 4 học sinh ba rèn luyện.